Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị em và các bạn đến với chương trình chia sẻ về kinh doanh và đầu tư bất động sản cùng Phạm Văn Nam. Vay chênh ngân hàng mua đất, vay chênh ngân hàng mua đất. Ý của bạn Đoàn Minh Trịnh ở đây ấy, là khi mà ta mua một cái miếng đất, sau đó thì ta thế chấp cái miếng đất đấy để ta mua. Nhưng mà ví dụ miếng đất đấy trị giá là 1 tỷ, nhưng mà ta sẽ vay ngân hàng luôn là 1 tỷ 2 để chúng ta đầu tư. Đấy, sau đó ta lấy luôn cái 200 triệu ta vay chênh đấy để ta trả gốc và lãi cho ngân hàng, thì nó sẽ có rất nhiều các kịch bản cho cái chiến lược đầu tư theo kiểu vay chênh như này. Thứ nhất đấy là ta phải xem là ta đầu tư cái bất động sản này ở cái chu kỳ nào của cái vùng đất mà chúng ta định đầu tư. Thứ hai là ta đầu tư cái bất động sản này ở chu kỳ nào của dự án chúng ta định đầu tư. Ta mua ở cái lúc mà thị trường đang sốt nóng hay là ta mua ở cái lúc mà thị trường đang đóng băng? Đấy là cái đầu tiên về kinh tế vĩ mô ta cần xem xét. Đó, là ta mua ở cái giai đoạn nào của thị trường và ta mua ở giai đoạn nào của vùng đất. Mua ở cái nơi mà nó đã gì ạ? Đã tăng trưởng quá cao rồi. Đó, thì bán ra nó rất là khó. Hoặc là ta đang mua ở cái giai đoạn đóng băng thì bán ra nó cũng rất là khó trong giai đoạn mà chúng ta vay. Đấy là cái đầu tiên nhé. Ví dụ nếu ta mua ở trong giai đoạn đóng băng thì sẽ mất một thời gian để cho phục hồi, thì khi mà trong thời gian đấy chúng ta có đủ để mà trả gốc và lãi ngân hàng hay không. Đấy, thì 200 triệu đấy chênh ra đấy thì có đủ để trả gốc và lãi ngân hàng hay không. Đấy, và sau đó ta phải xem xét yếu tố thứ hai là nếu như kịch bản xảy ra mà chúng ta không bán được bất động sản đấy trong vòng thời gian trả hết 200 triệu rồi, thì có tiền để tiếp tục trả gốc và lãi ngân hàng hay không. Còn kịch bản này là kịch bản dành cho những người theo kiểu là tay không bắt giặc, tức là ta không phải bỏ đồng nào cả, vay ngân hàng 1 tỷ 2 đó. Như vậy là tổng số tiền ta trả hàng tháng khoảng tầm 12 triệu đến 15 triệu chẳng hạn. Như vậy miếng đất này ta mua chỉ 1 tỷ thôi, và sau khoảng tầm 8 tháng thì đấy ta trả gốc và lãi, lấy tiền của ngân hàng trả cho ngân hàng. Sau đó thì sau 8 tháng ta bán miếng đất này đi, thì ta cần phải xem là cái tiềm năng tăng giá của bất động sản này sau 8 tháng, sau khi ta trả hết ngân hàng đó, ta lấy tiền của ngân hàng ta trả cho ngân hàng sau 8 tháng, liệu rằng nó có tăng lên được khoảng tầm 1 tỷ tư, 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ hay không, xem được cái tiềm năng của nó. Và đó, nếu như nó tăng được lên tầm khoảng 1 tỷ rưỡi, nói thật luôn là tăng lên 1 tỷ, 1 tỷ 3 thôi là bạn đã thành công rồi. Tức là gì ạ? Ta vay 1 tỷ, bỏ 200 triệu, sau đó tăng lên 100 triệu thì trong 8 tháng ta vẫn kiếm 100 triệu. Đấy là tối thiểu, đúng không? Là không phải là bị lỗ rồi. Còn nếu như nó tăng lên được 2 tỷ hay 3 tỷ thì nó là quá tuyệt vời, còn gì nữa. Đó. Bao trong số anh chị thấy được là tay không bắt giặc mà ta lại kiếm được mấy tỷ đồng, 1 tỷ đồng như vậy thì là quá tuyệt vời, thì comment xuống bên dưới là tôi cũng muốn như vậy nè. Comment bên dưới tôi muốn như vậy. Đó. Quá tuyệt vời. Đấy. Rồi, thì đấy là cái thứ hai bạn cần phải xem được cái yếu tố về mặt tiềm năng nó có thể tăng giá được hay không. Đấy. Cái thứ ba là bạn phải xem được là cái bất động sản đấy bạn mua ấy, nó có sinh ra dòng tiền hay không. Một tháng nó có sinh ra dòng tiền để bạn trả gốc và lãi cho ngân hàng hay không. Tức là bạn vay ngân hàng là 200 triệu nhưng mà bạn lại cho thuê được bất động sản đó, hoặc là bạn cho người ta thuê đất hoặc cho thuê nhà thì nó có mang lại dòng tiền cho bạn hay không. Nếu như một tháng là bạn trả gốc lãi ngân hàng là 10 triệu và cái miếng đất đấy người ta bạn cho thuê được khoảng tầm 10 triệu nữa mà bạn lại chênh được 200 triệu từ ngân hàng nữa thì nó là quá tuyệt vời, tiền lại đẻ ra tiền, tay không bắt giặc mà lại đẻ được ra tiền nữa thì là quá tuyệt vời luôn. Đấy, cái bất động sản đấy mà sinh ra dòng tiền nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng nếu nó không sinh ra dòng tiền thì là rủi ro. Đấy, thì nó có thể có rủi ro nhé. Nếu không đảm bảo hai yếu tố trên thì yếu tố không sinh ra dòng tiền thì cực kỳ rủi ro. Cái thứ ba là mình cần xem được là mình có nguồn thu nhập của mình có đủ để trả gốc và lãi ngân hàng sau khoảng tầm 8 tháng nữa hay không. Và nếu như kịch bản diễn ra mình không có thu nhập, mình không có tiền trả gốc và lãi ngân hàng, mình không bán được bất động sản đó thì rủi ro rất là lớn đối với mình. Đó là gì ạ?
là ngân hàng người ta tịch thu cái tài sản đấy sẽ rất là rủi ro đấy. Rồi. Rồi để mà thành công với cái chiến lược người ta gọi là vay chênh ngân hàng mua bán nhà đất ấy, thì bạn thứ nhất là bạn phải xem được phải tìm được bất động sản nó có tiềm năng mua ở cái giai đoạn mà bạn có thể là gì ạ, bán ra nhanh chóng, bán ra nhanh chóng. Bởi vì thực tế câu chuyện là chúng ta dùng đòn bẩy bẩy nó lên, thì khi mà ta bẩy, bao trong số anh chị đã từng cầm một cái đòn gánh hoặc cái gì ạ, cái khúc gỗ hoặc là một cái đòn bẩy, chúng ta bẩy một cái miếng đất lên, đẩy một cái điều gì đó lên hoặc một cái gì đó lên, thì ta phải dùng một cái lực gọi là lực bẩy lên, đúng không, hoặc là ta tựa vào vai này ta đẩy lên. Nhưng mà anh chị có bao giờ gồng cả một cái đòn bẩy này 10 ngày, 5 ngày, 20 ngày không ạ? Mà ta bẩy thì ta chỉ được bẩy lên cái, sau đó thì ta sẽ bỏ nó ra, bởi vì ta tác động một lực nào đó để cho cái vật kia nó di chuyển. Thì trong cái việc vay ngân hàng này nó cũng là như vậy. Và cái nghĩa đen của cái việc dùng đòn bẩy là như vậy. Dùng đòn bẩy tức là ta dùng other people money, là tiền của ngân hàng. Ta bẩy là ta dùng tiền của ngân hàng để ta mua, để ta mua được bất động sản đó. Nhưng ta dùng đòn bẩy quá lâu thì đương nhiên là vai của ta nó sẽ nặng và ta sẽ cảm thấy là mệt mỏi. Bởi vì sao? Ta cần phải trả tiền cho ngân hàng gốc và lãi. Nếu như bất động sản không sinh lời, nếu như không bán bất động sản, nếu như không có tiền thì rủi ro đó là ta bị hóa giá cái tài sản đấy, ta bị tịch thu cái tài sản đấy, và nó cực kỳ rủi ro chúng ta. Và khi ngân hàng người ta đã thu lại thì giá nó sẽ rất là rẻ so với cái giá chúng ta mua. Đấy, so với giá chúng ta mua luôn, và người ta sẽ định giá, lúc đấy người ta có quyền định giá. Anh chị có xem một cái video ở trên TikTok không ạ? Hai vợ chồng nhà các anh chị đấy đi mua một căn nhà, hay là sau đó thì vay ngân hàng, sau đó thì ngân hàng người ta đến người ta thu nợ căn nhà đấy. Đứng người ta đứng ba lớp người luôn, thì hai mẹ con đi đưa cháu đi học về thì nhìn thấy là người ta đứng trước cửa nhà mình, nhưng mà người ta có lệnh để tịch thu nhà và người ta không cho người vào trong nhà nữa. Mà xảy ra tình cảm đấy thì nó rất là đau khổ, nhất là những cái người mà có con nhỏ thì cực kỳ đau khổ. Bởi vì là trẻ con thì nó chả biết được như thế nào, nó chỉ tự nhiên là nó không được vào trong nhà nó, mà mẹ thì bố thì vay tiền đấy, dẫn tới là bị tịch thu nhà, và kịch bản nó diễn ra rất là đau buồn. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy được, không có gì mà có thể ăn được ngân hàng đâu. Cái ngân hàng ấy, người ta là cái công ty hay là một cái đơn vị để kinh doanh tiền, nên là người ta rất là thông minh. Đó, kiểu gì thì kiểu người ta vẫn phải có lãi, kiểu gì thì kiểu người ta có lãi. Nên là anh chị phải xem xét thật kỹ các yếu tố liên quan đến thanh khoản, yếu tố liên quan đến lợi nhuận của bất động sản đấy, liên quan đến chính bản thân mình, rủi ro về mặt tài chính sẽ có thể xảy ra. Thì một vài những cái chia sẻ mà bạn cần phải xem xét để tránh những cái trường hợp mua bằng tiền của ngân hàng hoặc bất kỳ tiền của ai khác mà bạn không phải bỏ tiền ra, nhưng bạn có thể mua được bất động sản. Tuy nhiên chiến lược này cũng là một chiến lược rất là hay, nếu như bạn có kinh nghiệm, nếu như bạn có kiến thức, nếu như bạn có đội nhóm, nếu như bạn có những cái người cố vấn, thì bạn có thể là mua được bất động sản này với cái số tiền mà bạn không cần bỏ xuống đồng nào, mà bạn còn dư cái số tiền mà ngân hàng người ta trả cho bạn để bạn trả cho ngân hàng nữa. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi rất là hay để cho mọi người cùng suy ngẫm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, đây là chương trình tôi cùng chia sẻ với các anh chị về các vấn đề liên quan đến kinh doanh và đầu tư bất động sản. Nếu như các anh chị đang kinh doanh, đang mua bán hay cho tặng bất động sản, hoặc có một ai đó mà các anh chị biết rằng họ đang cần được giúp đỡ về đầu tư và mua bán bất động sản, thì anh chị có thể gửi cái đường link của video này đến với trang cá nhân của họ, hoặc là nhắn tin cho họ, hoặc là anh chị chia sẻ vào trong các cái nhóm hội mà các anh chị đang tham gia, để chúng ta cùng giúp đỡ cho nhiều người hơn, để chúng ta có thể giúp cho YouTube biết được đây là một cái kênh YouTube chia sẻ về bất động sản, bằng cách cho đi của các anh chị nhấn vào nút like cái video này và nhấn vào nút chia sẻ cái video này, thì chúng ta đã góp một phần công sức để giúp đỡ cho nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Rồi, xin chào tất cả các anh chị.